Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lý do gì Cao Thái Sơn vượt chặng đường nửa vòng trái đất từ Mỹ về Việt Nam, mặc dịch căng thẳng phải cách ly tập trung? Vào sáng ngày 25 tháng 8, ca sĩ Cao Thái Sơn bất ngờ chia sẻ loạt ảnh ghi lại quá trình từ Mỹ về Việt Nam. Giọng ca Con Đường Mưa vui mừng thông báo đã hạ cánh an toàn và về khu cách ly cùng những hành khách trong chuyến bay. Cao Thái Sơn cho biết anh may mắn là một trong số những người được chích vaccine sớm nhất ở Mỹ. Sau khi hoàn thành những việc quan trọng liên quan tới gia đình, quay MV và album mới, anh quyết định trở về Việt Nam để góp chút sức lực nhỏ bé cùng cộng đồng vượt qua đại dịch. Có lẽ đây là chuyến bay ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mình trải qua. Mấy trăm con người đều mang trên mình chiếc áo phòng chống dịch Covid, vừa nóng nực, vừa khó chịu, mà phải bịt kín từ đầu tới chân. Mình đã phải thay chiếc quần đùi áo thun để ngồi thật thoải mái. Nhiều người thân quen biết tin mình bay về thì đều thắc mắc giờ Việt Nam đang dịch nặng thế thì về làm gì? Câu trả lời đơn giản chỉ là mình muốn về. Lúc này điều mong muốn nhất là được ở gần bên gia đình và cộng đồng người Việt Nam thôi. Giọng ca 8X chia sẻ về lý do về Việt Nam giữa lúc dịch diễn biến căng thẳng. Cao Thái Sơn cho biết bản thân anh không khỏi xúc động khi thấy các tiếp viên hàng không, y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, lái xe hết mình làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giữa dịch bệnh. Anh cũng miêu tả chi tiết khu cách ly tập trung nơi mình đang ở. Tuy không có cơ sở vật chất cao cấp nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Điều này khiến Cao Thái Sơn nhớ lại những năm tháng ở ký túc xá trường đại học. Bước vào khu cách ly tập trung, căn phòng chỉ có 4 chiếc giường tầng không có điều hòa, không có nệm, nhưng đã chuẩn bị sẵn dầu gội, kem đánh răng, bàn chải cùng với 3 cái quạt máy. Mình thầm cảm ơn và nói với mọi người thế này là sạch sẽ và tốt quá rồi. Cảm giác được sống lại thời sinh viên vì mình đang ở trong ký túc xá của trường đại học. Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn khi đứng giữa sự sống và cái chết chỉ là một sợi dây vô hình. Mới biết trân quý cuộc sống, Sơn sẽ dùng những ngày tháng cách ly này để biết ơn cuộc sống này, thầm cảm ơn từng bữa ăn, dù đơn giản nhưng được các cán bộ phục vụ để thấy mình vô cùng hạnh phúc, nam ca sĩ xúc động. Năm nay, Sơn sẽ dành thời gian của mình để dành cho cộng đồng, cho đến khi nào dịch được kiểm soát. Chúng ta còn sức khỏe thì còn gặp lại nhau, giờ đây mới thấy tiền bạc không quý giá bằng sức khỏe phải không cả nhà. Sơn đã chứng kiến những cảnh người thân của bạn bè bị Covid mà không chữa khỏi được, ra đi mà không có ai đưa tiện mới thấy quặng lòng. Vì thế những ai còn giận hờn, đổ lỗi, trách cứ nhau thì hãy bỏ qua cho nhau, hãy ôm nhau khi còn có thể. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì thế hãy làm những điều ý nghĩa nhất có thể cho cuộc đời này. Cao Thái Sơn chia sẻ về dự định trong năm nay của mình. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng động viên giọng ca bình yên nhé. Cao Thái Sơn được đưa về khu cách ly lúc 5 giờ sáng. Phòng cách ly của Cao Thái Sơn và những hành khách khác rất ngăn nắp và sạch sẽ. Bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng cùng dầu gội, kem đánh răng của nam ca sĩ được phục vụ tận tình. Nam ca sĩ ghi lại khoảnh khắc check-in tại sân bay. Sau thời gian dài sống bên Mỹ, giọng ca 8X đã quyết định về quê nhà để giúp đỡ cộng đồng chung tay phòng chống đại dịch. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.